Ok, what's up cho các bạn. Hôm nay có một số mẫu tay cầm mà mình sẽ hành lý nha. Là như là tay của Harry nè, Harry bản màu nè, bản một màu. Thì cái mẫu này là mình đang hành lý là 800. Thì mình đang sell off ha. Cái màu xanh nè, với màu nè, bản màu trắng nè, với cái bản màu xanh kia. New ha. Harry thì cái này là new nè, còn cái hàng này là cũ nè. Cái tay rồ đen á là sẽ là 1 triệu các bạn. Tay rồ full box và sẽ cầm cáp này, tay chính hãng của Super Rồ, như hôm trước mình cũng chia sẻ các bạn sử dụng rồi. Còn cái tay này là mẫu này là của Harry full box các bạn. Box hộp ra đây. Móc ra để cho nó dễ thấy một xíu. Harry hàng chính hãng của Swoot luôn, Nintendo Swoot này, hàng thứ ba của Harry Swoot. Đây là cái hộp của bạn của Zelda đây. Thì có cái đặc điểm với tay Harry này, như hôm bữa mình chia sẻ với bạn, cái tay Harry này nó sẽ nhẹ, nó không có rung, chính hãng Nintendo Swoot. Ok rồi, đó là bản, đó là bản màu đen với lại cái bản màu Zelda. Thì hai cái tay này thì sẽ đồng giá là 500. Tay Harry bản Zelda với lại bản màu đen thì tùy bạn chọn thôi, 99%, rất là đẹp. Sử dụng nha Swoot ha. Swoot các bạn có thể sử dụng V1, V2, Light OLED nào đều được. Thì mình chỉ có nói vô thôi. Như là Zelda Tiêu Tukey nè, thì đã có việc khóa rồi, anh em nào cần việc khóa thì nhắn tin cho mình sẽ cho các bạn ha. Rồi, cũng như hôm trước mình có chia sẻ các bạn là cái hotphone có hay đổi không tin hot, thì anh em có gì anh em vô anh em sửa lại cái không tin hot cho mình ha. Thì cái bản việc khóa này cũng mình thấy cũng khá là hay, thì anh em có thể là trải nghiệm, anh em chưa có pha việc khóa thì các bạn cứ liên hệ mình sẽ gửi cho. Như cái tay này, cái bản này là 800, cái bản mà Pokemon đó, bản Pokemon là 1 triệu. Bản Pokemon là 1 triệu. Đây, rất là đẹp, new. Bản này là màu sâu, màu xanh, mà trước nó là màu hình Pokemon. Còn cái bản kia là Pokemon màu xanh. Một cái bản nữa đó là bản cái mẫu này. Mẫu này là 8 bit, 8 bit NN30. Con này mới mình thấy nó khoảng 900. Thì mình sẽ hành lấy con này là 99 à. 99 mình sẽ hành lấy nó là 500. NN30 rồi, rất là đẹp các bạn. Thì anh em như anh em chơi 8 bit đô là biết hãng này rất là bự rồi ha, rất là khủng. Cũng như là Ruby hoặc là Vini hơn nhiều ha. Con này rất đẹp, con này mình thanh lý là 500 ha, 99%. Nó vẫn là full box của 8 bit đô nè các bạn. Hàng 8 bit đô thì khỏi phải nói rồi, sạc tai xi luôn. Thì anh em kết nối vô là còn vẫn đang giữ cái nút trên đầu ha, thì mình sẽ connect nó vô thì đã connect được đây. Anh em nào nếu mà cái vấn đề tin phone mà chưa xử lý được thì có thể là liên hệ lại mình ấy là cái thông tin hot ha. Thì có một số cái thông tin ở trong đây mình đã thay đổi thông tin, thì anh em bị cái vấn đề đó thì bạn liên hệ cho mình sẽ hỗ trợ. Thì kết nối bạn cứ vô phần kênh trailer ha, thì trong đây nó sẽ kết nối được 4 tay cầm, 1, 2, 3, 4. Thì cơ bản một con máy bạn rút ra là bạn đã kết nối được 2 tay cầm của các bạn rồi. Còn nếu mà anh em có nhu cầu mà kết nối thêm thì mình có thể là mua thêm tay cầm để mình được chơi nó dễ hơn một xíu. Tay này mình thấy cũng khá là ổn, thì mình chỉ có một cái thôi và hành lý cái tay này 99 nha bạn, rất đẹp. Thì con này là 500 hen. Hộp sắt bóc của nó đầy đủ hết. Ok, đó, cái app tai xi của nó nè. Tưởng nó kết nối chứ. Ok, bỏ vô ha. Video này khá là muộn, các bạn tranh thủ ha, nhanh gọn lẹ. Một số mẫu thì sắp tới thì sẽ thay đổi, nên có một số món tầm tuần sau ha, thì một số mẫu rất là ngon để anh em trải nghiệm nữa. Rồi có một cái trong cái video này nữa, đó là cái tay. Cái tay này không đi mua ăn lắm ha. Cái tay này là hàng của một cái hãng thứ ba gì đó, và tay này sử dụng cho cái máy B4 mà. Thì cái tay này mình sẽ hành lý là 300, ghi mình cho lơ nè. Mình thấy build nó cũng khá ngon, hành lý rẻ thôi. Này mình mới bóc siêu luôn các bạn. Nó có cho cái gì nè, nó cho cái bạch ốp trên cái tay nè, mình không biết nữa. Rồi nó cho thêm cái gì vậy, nấm mọc gù các bạn, hay vậy. 8 món à, nó cho một bạch nè, 8 món nè, không biết nữa, hãy vui ra có. Rồi ở đây là cái tay, cặp sạc. Thì cái tay này các bạn cũng có thể kết nối được cho cái hàng Swoot cũng được. Thì theo mình là kết nối nó cũng như tay B4 thôi. Kết nối như thế nào các bạn giữ cái nút BS với nút xe ha. Thì tay này, nó hai cái pin này là hàng new luôn á. Con này là hàng new luôn á, mình mới mở siêu thôi à. Một cái tay của hàng Trung Quốc, thì tay này mình thấy nó cũng khá là độc đáo. Cũng như cái đầu, thì tay này sử dụng cho B4 ha. Để cái nút xe, nút option anh em nhìn cho biết là cái bát nè. Nhưng mà các bạn muốn kết nối với Swoot thì bạn cài cái mission control vô, rồi anh em sử dụng cái nút xe nè, với lại cái nút BS là nút home á, anh em giữ hai nút này nó sẽ nháy cái đèn lên là nó sẽ nhận được cái tay của mình. Không bị chen các bạn, không khác gì, tại nó bluetooth hết mà, thì nó sẽ y chang nhau thôi, không khác gì ha. Thì hãy phím bấm của tay này cũng khá là ngon á. 300 thôi. Ok. Anh lý các bạn, nhanh gọn lẹ để nhiều đồ quá phức tạp. Ok. Bỏ tay này vô. Điều. Thì giá máy Swoot thì mình có cập nhật trên cái web này, nên có thể là vô khảo xem giúp mình. Ok, rồi mình mở cho các bạn xem cái mẫu này ha. Thì cái mẫu này thì cũng thì mình cũng chia sẻ nhiều video luôn rồi đó. Đây, cái tay này thì một cặp này là hiện tại là giá là 1 triệu các bạn. Thì cái mẫu này với cái mẫu màu Pokemon là 1 triệu ha. Cái này là nó có catalog này, catalog mình chắc mình không cần đâu. Thì đối với cái Joy-Con nó thì có nhiều hãng như là hãng Dobby nè, hãng Ini nè, hãng Airline nè. Ini cũng là khá là lớn ha, nhưng mà cái hàng Hori là hàng chính hãng của Nintendo Switch luôn. Nó đang thuộc hãng ba là Hori, được Nintendo Switch công nhận là tay cầm của nó. Bạn thấy là tay cầm rất là đẹp ha. Build rất là sắc sảo. Đặc điểm của con tay này là bấm nó ngon, nhưng mà nó có một cái là nó không có pin, thì anh em chơi sport không có được. Đó các bạn, chỉ có thể là gá là máy được bạn sử dụng thôi. Đó, khi mà rút ra các bạn đừng có thể. Thì tất cả các đời máy là V1, V2 hay là
outlet để bán đồ. Và để của nó gái rất là chắc anh em, không có bi nữa mày. Đó, gắn vô này. Rất là đẹp ha. Đó, gắn lên. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể là giữ những cái thêm cái gù đồ phía bấm nó rất là êm. Lên máy rất là cứng luôn. Rất là bự không? Cầm vô là nhấc cái nách liền. À, quá đẹp. Rồi. Ờ, Zenda TK nhớ nha, cần Zenda TK Việt hóa thì nhắn cho mình. Rồi thì còn vấn đề tinh phố hot thì các bạn có thể là xem lại video cái ngày hôm qua giúp mình. À, hôm nay tổng hợp những cái món phụ kiện đã lấy ngày hôm nay. Đây là màu Pokemon đó bạn, rất là đẹp, tranh thủ à. Rồi một vài món nữa em vô, sắp tới sẽ còn về cái phụ kiện mà 30 món thể thao đó các bạn, tập thể dục là nhức cái đầu luôn á. Ok rồi bỏ vô. Ở đây là tay cầm quá quen thuộc rồi, tay Switch đồ, đây là hàng chính hãng của Nintendo Switch luôn, tay Nhật các bạn. Thì tay này là 2ND tay cũ, rất là đẹp, cũng tình trạng cũng khá là ngon, cái như nhau hết. Cái này mình, nhưng mình còn khoảng chục cái cái nói connect, các bạn chỉ cần giữ nút trên đầu nó sẽ connect được với cái tay của mình. Có 4 số là 1, 2, 3, 4. Switch đồ thì tay này mình đang lấy là 1 triệu ha. Giá sale up thì sẽ tùy theo thời điểm giá, có khi thì sẽ qua tuần thì giá nó sẽ về lại như cũ. Thì anh em cập nhật giá trên web của mình thôi. Thì nó sẽ dùng cổng C, thì nó vẫn là sử dụng Bluetooth rất là nặng, cầm rất là chắc, có rung vậy, đá và êm á. Thì nếu mà nhu cầu mà cho tay ngoài thì bây giờ sử dụng tay ngoài là hợp lý. Nó cầm cái tay gò con này nó hơi gò bó một xíu đó. Thì đây là mẫu của Switch Roll, khui hết những mẫu kia ha. Rồi đối với cái mẫu này là màu xanh nhạt nè, thì bên Nhật rất hay là màu ray che, màu xanh nhạt. Rồi còn cái mẫu này là màu trắng, các bạn mặt sau nó là vàng ha, trắng vàng. Bản này là bản white yellow 800 với màu xanh kia là 800. Rồi bản cuối đây là con Pokemon đó, thì con này sẽ là 1 triệu. Rất là đẹp Pokemon đó, xanh nhạt, đẹp không. Ok thì video cũng ngắn gọn ở đây thôi, các bạn có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình, giá mình cập nhật trên web. Vấn đề hot thì các bạn có thể xem lại video hôm qua. Ok video này là đây, chúc bạn một tuần.